Kính thưa thầy cô tôn kính, giờ này chắc thầy và cô đang bận rộn chuẩn bị trở lại nước Mỹ. Và một điều luôn vững tin là thầy và cô luôn hạnh phúc và bình an. Trong mùa kỷ niệm sinh nhật của thầy cô, Lâm xin được kính chúc thầy cô những điều trọn vẹn nhất. Và cũng kịp trong mùa kỷ niệm này, Lâm cũng vừa hoàn tất xong một bài hát. Giờ xin được kính dâng lên thầy và cô như một phần tâm ý của Lâm. Lời của bài hát có kèm theo. Lâm cũng có liên lạc với chế Khoa và hy vọng là Khoa sẽ kịp tập dượt để vô CD và gửi đến thầy cô trong mùa kỷ niệm này. Xin tạ ơn thầy cô đã dừng lại với thế gian này. Nguyễn Lâm. Đi Khoa. Khoa chắc cũng khỏe và vui luôn, và vẫn luôn là môn sinh tốt của tổ. Bài hát vừa mới hoàn tất hôm kia, vì Tránh Ngộ nhận thành mãi đến bây giờ, chú mới yên tâm với những ý, những lời chú đã viết. Đây là những gì phát xuất từ tâm khảm của chú, nhưng đồng thời chú cũng tin rằng đây cũng là những cảm nhận của Khoa, của Nhung, của những môn sinh đã từng được thầy cô trực tiếp mở tâm và từng bước dẫn đi trên con đường tu tập. Chắc chắn là chúng ta ai ai cũng đã từng được thấy những giọt nước mắt, những dòng nước mắt thật ý nghĩa của thầy và cô. Mong Khoa ráp bài hát với trọn vẹn cảm xúc của Khoa, của một môn sinh với tấm lòng yêu kính đối với những người đã và đang dẫn dắt đời mình. Biết là Khoa sẽ rất bận rộn trong thời gian tới, nhưng cũng kỳ vọng là Khoa sẽ thực hiện được bài hát và gửi đến thầy cô trong mùa kỷ niệm sinh nhật của hai người. Gọi hay email chú nếu có câu hỏi hay ý kiến gì. Cảm ơn Khoa và Dung rất nhiều. Hãy luôn hạnh phúc và an bình trong yêu thương của tổ. Nguyễn Lâm. Thank you.
Thank you.